Trong dịp đầu năm học mới, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức giải ngân chương trình cho dây học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Có 15 gia đình học sinh sinh viên được dây, mỗi trường hợp 40 triệu đồng một năm, lãi suất 0,55% một tháng. Theo quy định, thời gian trả tiền lãi và gốc là sau khi các em kết thúc khóa học. Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp khuyến khích gia đình các em gửi tiết kiệm hàng tháng để giảm lo toan khi đến hạn trả gốc. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã giải ngân cho 165 gia đình vay chương trình học sinh sinh viên với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.